Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em, chương trình do Sở Lao động Thương binh Xã hội và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện. Thưa quý vị, mùa hè bên cạnh thời gian được vui chơi thư giãn sau một năm học căng thẳng, nhiều bậc phụ huynh cũng mong muốn tranh thủ thời gian này để trang bị cho con em mình thêm những kỹ năng để có thể tự phục vụ nhu cầu của cuộc sống. Trong đó, tham gia các khóa học phát triển khả năng nghệ thuật hay các lớp kỹ năng nấu ăn, làm bánh đang ngày càng được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Với mong muốn giúp trẻ em có một mùa hè vui tươi bổ ích, trong dịp hè này, Trung tâm Love and Peace, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa đã mở các lớp dạy năng khiếu cho các em thiếu nhi có niềm đam mê dành cho hội họa, nấu ăn. Càng đặc biệt hơn, trong các lớp học này còn có sự tham gia của các em nhỏ bị khiếm thính. Tham gia lớp học, các em không chỉ hòa nhập được với các bạn đồng trang lứa, mà còn góp phần xóa bỏ những tự ti mặc cảm của bản thân. Trung tâm Love & Peace nằm trên con đường Lê Hữu Trác của phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, yên tĩnh. Ấn tượng đầu tiên của mọi người khi bước chân vào trung tâm là không gian bắt mắt với những họa tiết sinh động phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Trong phòng học của trung tâm, hơn 20 bạn nhỏ và có cả những em bị khiếm thính đã cùng nhau hăng say viết thư pháp một cách hào hứng. Để lớp học đi vào nề nếp, chị Vũ Thị Như Ngọc, giám đốc trung tâm Love & Peace và các tình nguyện viên, giáo viên trong lớp tất bật nhắc nhở các bạn nhỏ chăm chú nghe giáo viên hướng dẫn, đồng thời hỗ trợ các bạn khiếm thính trong giao tiếp để nhanh chóng học tập cùng các bạn. Dù tất bật với nhiều công việc, nhưng chị Ngọc và các tình nguyện viên vẫn cảm thấy vui khi được làm việc ý nghĩa, nhất là giúp các bạn nhỏ bị khiếm thính có được sân chơi, hòa nhập với cộng đồng. May mắn là cái workshop này lại mở trúng cái thời điểm là hè, thì đã tạo nên một cái sân chơi rất là thú vị cho các phụ huynh đưa các con đến đây. Các bạn còn được trải nghiệm cái lớp banh cha đơ nhí, pha chế và làm các loại bánh Á-Âu. Chị Như Ngọc, giám đốc trung tâm, hiện đang là giáo viên trường nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Bà Rịa, là người có thời gian đồng hành cùng các em học sinh khuyết tật, nhất là các bạn bị khiếm thính, nên chị luôn hiểu và đồng cảm với nhiều thiệt thòi của các em. Và việc thành lập trung tâm Love & Peace chính là cách để chị Ngọc giúp các em vừa có sân chơi, vừa có thể học thêm một công việc để có thể phát triển trong tương lai. Theo đó, tại trung tâm, ngoài việc học các lớp, thư pháp, làm bánh, các em còn được học các kỹ năng như học vẽ mỹ thuật ứng dụng, thủ công mỹ nghệ, pha chế, nấu ăn. Đặc biệt, để tìm đầu ra cho sản phẩm, trung tâm Love & Peace đã chủ động liên hệ các đơn vị nhà sách, cửa hàng lưu niệm để mua sản phẩm của các em. Workshop Love & Peace dành cho người điếc của chị Ngọc mở ra ở đây. Cái mục đích chính lớn nhất của chị Ngọc là tạo một cái nơi để cho các bạn người điếc đến đây có chỗ để học tập và làm việc và có thể tạo nên những cái sản phẩm để có thể phục vụ cho cộng đồng. Thì bên cạnh đó thì chị cũng rất là mong muốn các bạn người điếc của chị có thể hòa nhập cùng với các cộng đồng của người nói bằng cách là chị mở thêm các cái workshop để cho các cái bạn bình thường đến đây vừa học tập vừa giao lưu. Bản thân mình là người khuyết tật thì cũng rất là đồng cảm với các bạn người điếc. Các bạn không nghe được cho nên là khi mà tiếp thu một cái kiến thức ấy, các bạn rất là khó khăn. Cho nên là mình phải cố gắng, mình phải thật sự kiên nhẫn để truyền đạt lại cho các bạn những cái kiến thức đó để các bạn hiểu được, các bạn nắm được, rồi các bạn có thể viết được những cái chữ của mình. Tại đây thì các bạn sẽ được là sẽ truyền đạt cho những cái kiến thức cơ bản về thì những cái nét vẽ, những cái nét đầu tiên về cái chữ thư pháp như thế nào. Ngoài ra thì mình cũng cái chủ đạo của cái lớp này là để cho các bạn thể hiện được những cái khả năng của các bạn, những cái mà các bạn đang có để các bạn thể hiện, mà các bạn chưa biết cách thể hiện thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Bên cạnh mong muốn giúp các em nhỏ thiếu may mắn, không có một cơ thể lành lặn, tròn vẹn, được học nghề, có thêm thu nhập ổn định cho cuộc sống sau này,
ý nghĩa sâu xa hơn khi chị nỗ lực đưa trung tâm đi vào hoạt động là muốn giúp các em có thể vui chơi, hòa nhập với bạn bè, xóa bỏ những tự ti, mặc cảm bản thân. Do vậy, trong dịp hè này, trung tâm còn mở các khóa học năng khiếu cho các em thiếu nhi đến vui chơi học tập. Đều đặn các ngày trong tuần, trung tâm luôn có các lớp học kỹ năng cho các em thiếu nhi. Trung bình mỗi lớp học thu hút hơn 20 em thiếu nhi tham gia. Tại một góc của lớp học vẽ tranh, hơn 10 em thiếu nhi đang say sưa theo từng nét vẽ thư pháp do thầy giáo Nguyễn Minh Thắng, cũng là người khuyết tật, hướng dẫn. Thấu hiểu và đồng cảm với những thiệt thòi của các em, nên thầy Thắng luôn tìm cách hướng dẫn để các em dễ thuộc, dễ nhớ. Dù những nét vẽ còn nguệch ngoạc, nhưng đó là cả sự cố gắng và nỗ lực của các em, nhất là các em khiếm thính. Cô bé Nguyễn Hoàng Bảo Anh, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Bà Rịa, yêu thích được vẽ vời, được thể hiện mong ước qua những gam màu đầy sức sống. Nhưng gần 2 năm qua, đam mê của em bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì thế, ngay khi kết thúc năm học, Bảo Anh đã xin mẹ cho em tham gia lớp học này. Điều khiến em ấn tượng nhất là được học tập, sinh hoạt cùng các bạn khiếm thính, qua đó giúp em và các bạn hiểu nhau hơn. Dạ, con được vẽ những bức tranh nội dung tự do, kiểu như vẽ người hoặc là những cái con vật và khung cảnh mình thích, để giúp con tập trung hơn và giỏi vẽ hơn. Con thấy là rất vui. Sau khi học xong lớp vẽ, các em còn được học làm bánh, chế biến những món ăn quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Tại lớp học, các em được cô giáo hướng dẫn làm bánh su kem. Chứng kiến cô giáo dạy cách rây bột, tách lòng trắng trứng hay đổ sữa vào khay, nhiều em ngạc nhiên và thích thú. Sau gần một tiếng cùng cô giáo trải nghiệm, các em đã có thể tự tay làm những chiếc bánh su kem xinh xắn để về nhà mời ba mẹ cùng thưởng thức thành quả sau một buổi sáng nỗ lực của bản thân. Khi mà làm được bánh thì con rất là vui. Con mong muốn là mình có thể biết làm bánh và về nhà làm cho cả gia đình cùng nhau ăn. Được biết, dù chỉ mới hoạt động trong thời gian từ đầu hè 2022 này, nhưng đến nay, Love & Be đã nhận được đánh giá tích cực từ các bậc phụ huynh và các em học sinh, nhất là các phụ huynh có con bị khiếm thính. Nhiều bậc cha mẹ cho biết họ đã không kìm được niềm vui khi thấy con mình có thể làm được những sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Hơn thế, vui hơn khi các con dễ hòa nhập và vui vẻ cùng với các bạn bè. Chị muốn cho con vào đây học là để cho bé học hỏi được thêm nhiều. Cùng cô Ngọc thì dạy rất tận tình với các em học sinh. Chị cũng là muốn cho bé đi học để ta biết thêm nhiều. Thích đi học hơn. Về nhà là nói mẹ là nhớ ngay để dặn mẹ đến ngày đó là đi học. Thích học với là về cũng khen mẹ là học như vậy là rất là vui thích. Cho con được giao lưu để vui chơi trong mùa hè này, không phải nghiện iPad, TV. Cho con trải nghiệm với các bạn. Nhìn con tự tay làm được những chiếc bánh như vậy thì mình cảm thấy rất là vui, hạnh phúc. Cuộc sống ngày càng khiến các bậc cha mẹ bận rộn. Thời gian để hướng dẫn các con những kỹ năng phục vụ nhu cầu cuộc sống như nấu ăn, trang trí hay dọn dẹp nhà cửa đang ngày càng bị hạn chế. Với những buổi học vừa mang tính giải trí, vừa trau dồi kỹ năng của trung tâm Love & Be, thành phố Bà Rịa sẽ là một cơ hội trải nghiệm thú vị cho các bạn trẻ. Không những vậy, khi được sinh hoạt chung với tất cả mọi người, nhất là các bạn thiếu may mắn, sẽ là dịp để hình thành sự cảm thông, biết chia sẻ yêu thương mọi người trong cuộc sống, cũng như biết trân trọng những gì mình đã và đang có. Còn với các bạn nhỏ khiếm thính, đây cũng là cơ hội tốt để các em làm quen với nhiều bạn bè, trải nghiệm trọn vẹn về một ngày hè bổ ích, giúp các em xóa bỏ những mặc cảm, tự ti của bản thân, có một mùa hè đầy vui tươi, thú vị và đáng nhớ. Quý vị vừa theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.